Xin chúc mừng Học viện Đào tạo Whirling. Tự hào là một trong những thương hiệu hàng đầu uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với 12 cơ sở tại Việt Nam. Whirling có đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sáng tâm đức, luôn đoàn kết sáng tạo với các phương pháp giảng dạy hiệu quả, cam kết chất lượng, là người bạn đồng hành tin cậy trên con đường chinh phục ngoại ngữ. Luyện thi IELTS, Học viện Đào tạo Whirling trao chọn chữ tín, gắn chọn niềm tin. Hiện nay thì Học viện Đào tạo Whirling đã có 12 cơ sở đang hoạt động rất là tốt ở khắp ba miền Bắc Trung Nam. Chúng tôi chuyên về lĩnh vực đào tạo luyện thi IELTS online, offline và tư vấn du học, tư vấn định cư và định hướng nghề nghiệp cho học sinh đi du học nước ngoài. Và Whirling thì đang có những cái hệ thống trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đã có một bộ giáo trình bản quyền, đã có những cái chương trình đào tạo Smart English để giúp cho các cái lứa tuổi học sinh từ mầm non đến đại học đều có thể chủ động học những cái chương trình học ngoại ngữ thông minh, tinh gọn để giúp cho học viên có thể đạt được những cái kiến thức tốt nhất và đạt được cái chứng chỉ IELTS quốc tế để phục vụ cho sự nghiệp của họ, để khẳng định được về cái năng lực ngoại ngữ sử dụng trong toàn cầu. Và hiện nay Whirling đã và đang có những đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sáng tâm đức, và chúng tôi cam kết một lòng đồng hành đoàn kết cùng với đội ngũ học viên và nhân viên cũng như là các cái phụ huynh luôn luôn tin tưởng gửi gắm con em họ đến với Whirling, giúp cho Whirling có thêm cái uy tín, chất lượng, khẳng định được cái thương hiệu của mình. Chúng tôi tự tin khẳng định được về cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình, đáp ứng được mọi cái yêu cầu của khách hàng cũng như là giúp được cho rất là nhiều thế hệ học viên hoàn thiện được cái kiến thức về ngoại ngữ, kiến thức về nghề nghiệp và kỹ năng sống, kỹ năng về định hướng nghề nghiệp cho học sinh để giúp cho các bạn ấy có những cái mục tiêu phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp vững mạnh hơn ạ. Bên cạnh đó thì Whirling đã trang bị những cái hệ thống về ký túc xá để giúp cho học viên ở các tỉnh xa đến học tập và có một cái nơi học tập ổn định, an toàn trong những cái khi mùa dịch, có đội ngũ trợ giảng, có đội ngũ gia sư đồng hành cùng với học viên hầu như là 24/7 để có thể giúp cho học viên chủ động được cái việc học tập. Và hiện nay Whirling đang hợp tác là đơn vị độc quyền của Học viện Vietasset về việc tổ chức cái đánh giá, tổ chức thi kỹ năng tay nghề cho các đầu bếp ở tại Việt Nam để có thể là sử dụng được cái chứng chỉ quốc tế để đi du học và đi định cư nước ngoài, giúp cho các thế hệ học viên của Việt Nam ở nước ngoài có những cái công ăn việc làm ổn định và có thêm một cái quốc tịch nữa, giúp cho những cái thế hệ con cháu của những gia đình, những khách hàng đó, họ có một cái môi trường học tập tốt ở nước ngoài và có được những cái chính sách phúc lợi xã hội tốt. Và các cái chương trình mà du học định cư của Whirling thì chúng tôi luôn luôn có luật sư di trú để đồng hành, để hỗ trợ làm hồ sơ cho học viên từ Việt Nam và sang nước ngoài có một cái cuộc sống an sinh xã hội tốt nhất. Hôm nay thì tôi rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được người tiêu dùng bình chọn. Trong hơn 12 năm qua, Whirling đã đi đến chặng đường này. Chúng tôi đã khẳng định được về cái chất lượng dịch vụ giáo dục của Whirling, có một cái vị thế trong cái làng đào tạo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam và đến uy tín cả nước ngoài nữa. Thì chúng tôi trong thời gian sắp tới định hướng là sẽ xây dựng một cái môi trường đào tạo ngoại ngữ, môi trường dạy nghề bài bản, chất lượng hơn để Học viện Whirling có uy tín ở khắp mọi nơi và giúp cho các cái thế hệ học viên có cái kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như là cái định hướng để giúp cho học viên phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp của họ có một cái cuộc sống tốt hơn, an sinh xã hội tốt hơn, giúp cho đất nước Việt Nam và thế giới có những cái chương trình hợp tác quốc tế bền vững, phát triển hơn ạ.